Con này là của Đức nha anh em. Con này cũng cấu hình nó cũng gấu lắm nha. Này. Cái mặt của nó design thì kiểu cái gỗ cong này nè. Nhưng mà tiếc cái là bị vận chuyển này bơ kiến nha. Kiến vẫn còn trong này nha anh em. Đo hoài là quay lại con này 60 nha. 60 vậy. Cao 30. Sâu cỡ 23 24. Đây lọc lại sao cho anh em coi đi. Oh, nặng lắm á nha. Con này sẽ cỡ 14 kg. Đây này cái kiến đây này. Cái kiến vận chuyển này nó bị bơ kiến này, còn nhét hôm nay này anh em trong cái bịch này nha. Này bóng của Đức nó thôi là không. Nguyên bụi luôn nè. Cái lò này là 25 cm nha anh em. Cái ngang á. Đó mình đang nghe live in này, nghe qua đây này. Nghe qua điện thoại này. Đó con này bán rẻ cho anh em vườn dán cái kiến lại nha. Nghe live in rồi chơi thôi đi con. Con này 2 triệu rưỡi nha, con này mà nó không bị là bán tới 4 triệu hơn rồi nha anh em. 4 triệu mấy. Bóng con này. Nói chung là cái mặt nó decor đẹp nha, cố nha, này thấy không? Con này cũng trên 60 năm luôn nha nè. Đó, hồi lại anh em vừa lấy loài đó, tùy anh em muốn lấy thì lấy nha. Đài bóng đèn ở đây này cũng còn nhiều lắm nhưng mà nó bị thương binh cũng nhiều lắm nha anh em ơi. Mình thì không có sửa được nha. Rồi ok anh em nha, anh em nào chơi Zalo số này nha.